phát hiện hố sanh khổng lồ giữa lòng đại dương, nhưng thứ ẩn chứa bên trong còn kinh ngạc hơn. Một thợ lặn đã phát hiện ra hố sanh khổng lồ giữa lòng biển thuộc thành phố Belize. Đất nước Belize và những thứ ẩn giấu bên trong còn khiến cả thế giới kinh ngạc. Đại dương ẩn chứa rất nhiều những bí mật trong những rặng san hô, đặc biệt là ở những vùng nước sâu thẳm. Cứ tiến sâu thêm được ít nào, con người lại khám phá ra những điều đặc biệt đến ngỡ ngàng. Trong một chuyến phiêu lưu xuống đại dương ngoài biển khơi, cách trung tâm thủ đô khoảng 100 km, thợ lặn người Pháp lừng danh đã khám phá ra cái hố sanh này. Sau đó ông đã đặt tên cho nó là Jean Bissot, hố sâu khổng lồ, và nó trở thành một trong những nơi lặn biển tuyệt vời nhất trên thế giới. Ấn tượng với chiếc hố đến nỗi nhiều người còn thực hiện một bộ phim truyền hình mang tên Thế Giới Dưới Biển. Hố sanh còn có đường kính 300 m, sâu khoảng 125 m, được những rặng san hô tuyệt đẹp bao bọc xung quanh và nằm chìm dưới một làn nước xanh biếc. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, hố sanh khổng lồ này được hình thành từ kỷ băng hà. Khi đó mực nước biển thấp hơn hiện nay rất nhiều. Nước biển dâng càng cao, cá hố bị ngập và hình thành một hệ thống hang động lớn dưới lòng đại dương. Hố gồm nhiều tầng đá vôi hình thành qua các khoảng thời gian khác nhau. Sau khi phân tích các nhũ đá được lấy từ hố sanh này, các nhà địa học cho rằng sự hình thành cái hố có thể đã diễn ra từ khoảng 15.000 năm trước đây. Ngày nay, địa điểm này trở thành một nơi thu hút đông đảo những thợ lặn, khách du lịch muốn khám phá nó. Trong hố sanh khổng lồ này còn chứa hóa thạch của những rặng san hô đến hàng nghìn năm tuổi. Tất nhiên, khi đến đây, bạn có thể gặp những con cá sinh sống tại khu vực này, gồm có cá mập, bầu búa và cá mập bò. Khám phá nổi tiếng đã xếp hạng hố sanh này vào top 10 những địa điểm tuyệt vời nhất trên thế giới. Nếu có ý định thám hiểm hố sanh khổng lồ này, bạn hãy ghé thăm bờ biển của thành phố Belize. Bắt được con dơi khổng lồ tấn công con người. Quân đội Bezu đã bắt được một con dơi khổng lồ tấn công các gia súc, chẳng khác gì con quái vật huyền thoại bí hiểm. Theo thông báo của đài phát thanh địa phương Bezu, con dơi quái vật này đã làm một vài lần tấn công người và gây kinh hoàng cho người dân trong vùng. Nhiều người thường kể lại những con gia súc của mình bị tấn công bởi một con quái thú bí hiểm trong huyền thoại và rất bị sốc khi mình trở thành nạn nhân của nó. Nhìn bề ngoài, con vật bị quân đội bắt được có nhiều chiếc đầu và bộ mặt giống với cáo hơn là chuột. Theo phân loại thuộc họ thì cho biết sóc bay, càu bay, cáo bay, chứ không có cánh rộng như dơi. Nhiều con có kích thước lớn, chiều dài thân đạt đến 42 cm và sải cánh đến 1,7 m. Khác với những loài động vật ta thường thấy ở khắp nơi, các loài thú biết bay chỉ sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới thuộc đông bán cầu của châu Á, châu Phi và Đại Tây Dương. Kéo dài từ Đông Phi đến Philippines, Calonina, Xong cũng cần giải thích vì sao con dơi khổng lồ này lại có mặt tại Peru. Trước đây cũng ở Peru đã từng xảy ra sự việc dơi tấn công con người, thậm chí không phải là chuyện hiếm. 2 năm trước, một số vùng đã bùng phát bệnh dại do bị loài dơi cắn để hút máu. Trong nước đã có tổng cộng 20 người chết, trong số đó có 7 trẻ em. Năm 2010, chỉ riêng tại 2 tỉnh Peru đã ghi nhận 3.500 người. Mặc dù vậy, nhiều cư dân mạng vẫn không tin đó là sự thật, dù hàng loạt bức ảnh và cả clip được đưa lên mạng. Họ cho rằng đây chỉ là những bức ảnh giả, cũng như đoạn phim và kỹ xảo 3D tầm thường. Chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng người phụ nữ tháo bỏ chúng sau nhiều năm. Trên thế giới có rất nhiều bộ tộc người khác nhau cùng sinh sống mà mỗi chúng ta không thể nào biết hết được. Mỗi bộ tộc lại có những tập tục cũng như thói quen đặc sắc riêng. Chính vì không thể biết nên có những phong tục của một số nơi khiến nhiều người ngạc nhiên vì quá lạ thường, như bộ tộc người Dayak ở Indonesia. Khi đến đây, chắc chắn các bạn sẽ bị ấn tượng bởi những người phụ nữ ở bộ tộc này đều sở hữu những đôi tai dài chạm tới cả vai. Ở Dayak, nếu bạn muốn giá với vẻ đẹp của người phụ nữ thì phải nhìn vào đôi tay. Hai bên tay càng dài càng đeo nhiều vòng, chứng tỏ người phụ nữ đó càng đẹp. Đôi tay chính là chuẩn mực cho vẻ đẹp của người phụ nữ. Cả nam lẫn nữ của bộ tộc này đều đeo những hoa tai có kích thước lớn ngay từ khi còn bé. Tuy nhiên, điều này lại làm tổn thương sâu sắc tới phần tai của họ. Cụ bà này đã phải mất cả đời để có được đôi tai được coi là chuẩn mực của người Dayak thế này. Đây là một trong những truyền thống lâu đời của người Dayak ở Indonesia. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của xã hội ngày càng hiện đại, thì lớp trẻ ở đây ngày nay cũng còn ít người làm theo phong tục này. Theo các nhà khoa học, trong tương lai gần, có thể chúng ta sẽ không còn nhìn thấy những người dân ở đây đeo những đôi bông tai lớn như vậy nữa. Tuy nhìn có vẻ quái dị, nhưng đây là biểu tượng cho lịch sử của người Indonesia. Cộng đồng người Dayak cũng ngày càng phát triển, từng bước cập nhật với cuộc sống văn minh hiện đại. Tuy nhiên, có những người vẫn muốn bảo tồn nét văn hóa truyền thống này. Chính những điều lạ lùng này đã khiến họ trở nên thu hút với những người du khách thập phương. Những em bé hiện nay không còn đeo chiếc vòng nặng